mùi gì thơm quá ta. Yummy, yummy. Yeah. Thỏ con chiên bánh dở ăn cho trẻ nhỏ, con tung tăng trên cánh đồng cỏ, cưỡi hai chú bò đi lang thang khắp xó, ngắm những chú thỏ mắt cà má mũm mĩm, má nắm chặt chúm chím và hôn nhau một cái thật là to. Như anh ngồi đắm đuối khi em chờ em câu chuyện lúc xưa, khi anh cùng em nhớ những lúc ta vui đùa. Chiếc vẫn đang chăm mắt em chiên cho anh khi mình bé con, trên môi này vẫn nhớ những giấc mơ bên người. Wow. Còn mái đồng để nhìn giấc mơ không phai, yêu nhau đến khi ông mặt trời cũng đi tù. Yeah. Thỏ con vô hết rồi. Và em sẽ đứng đây chờ, nhìn dĩ anh ngồi về trên bánh da nâu kia, để làm chứng tình ta về trên chúng ta vẫn vờ. Còn mặt chiếc bánh kia hình hai đứa giữa trái tim. Có một điều mà anh chưa bao giờ dám nói với em. Anh có một sở thích kỳ lạ là ăn thịt thỏ, nhưng mà anh chưa có cơ hội vào em vào nồi là tại vì anh đã lỡ yêu em mất rồi. Lấy ngón tay múc méo ta trao cho nhau chuyện lời ước mơ. Muốn dần tình yêu sẽ mới sống vui trong lòng. Chiếc bánh nướng sẽ chứa bên trong bao nhiêu câu chuyện trẻ thơ. Khi hai người chiên bánh, khói bốc như mây thiên đàng. Mơ về một ngày mới. Và anh đã hứa với em là sẽ biến giấc mơ thành chiếc bánh nóng tươi lên thành đàn chúa của con. Và anh chỉ khen có cô cùng lời hứa danh vang dù cho xa xa hết thay thì tình vẫn đẹp phương. Bao nhiêu trôi qua mà đã xa cả hai ta, và cứ ngồi chiên bánh cười hề trong trời tuyết lạnh. Bánh con mèo, bánh con heo, bánh da cặp da beo, nhưng nhìn qua nhìn lại anh vẫn chỉ thích bánh con thỏ. Anh thì không muốn chọc tức cho em khóc, anh cũng không thích bị phạt ăn bánh con cóc, nhưng mà em cứ phải lành càng nóc chóc, không có chịu hệ tình cảm của anh từ lúc bé. Em muốn ta xa và ước mong có nhau lúc này những giấc mơ. Để làm chứng tình ta bằng chính phút ca vân vơ. Vào mặt chiếc bánh kia mình hai đứa giữ trái tim từ đầu mùa thật ngon. Alo, alo, bé cả con phải không nè? Chứ ai nữa? Cho anh hỏi câu này nha, em có chịu chiên bánh cho anh suốt đời không vậy? Gì? Mặt hả? Sắp đi chết gì? Trời ơi, người đâu mà dữ vậy hả? Người ta mới tỏ tình nghiêm túc thôi mà này.